Trong bối cảnh mới, ngành lúa gạo nước ta đứng trước nhiều thách thức, do vậy rất cần một cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ ngành địa phương. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương đã thống nhất cao việc đề xuất thành lập Hội đồng Lúa gạo Quốc gia. Tại cuộc họp đề xuất thành lập Hội đồng Lúa gạo Quốc gia mới đây do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chỉ rõ các khung pháp lý hiện nay đang bộc lộ nhiều vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung khi chưa tạo ra được những động lực đủ mạnh và một môi trường thuận lợi cho người sản xuất và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Bên cạnh đó, ngành lúa gạo cũng còn một số hạn chế như sản xuất chưa theo quy hoạch, dẫn đến dư thừa cục bộ, ảnh hưởng đến người sản xuất. Thu nhập người nông dân trồng lúa còn thấp, đời sống của một số bộ phận còn khó khăn. Vì vậy, để hướng đến mục tiêu đa giá trị cho ngành hàng lúa gạo, rất cần một cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ ngành địa phương trong việc điều phối các hoạt động chung của ngành lúa gạo bên cạnh sự quản lý chuyên ngành của các bộ. Ngành lúa gạo chúng ta không đơn giản nói là bao kim ngạch xuất khẩu là bao nhiêu triệu tấn xuất khẩu nhưng bao nhiêu ra nữa, mà đó là một cái hình ảnh quốc gia nó thông qua cái hạt gạo của mình. Thành ra tôi rất là nung nóng này và tôi trao đổi với Bộ trưởng Nông nghiệp, nó gọi cho hai bộ. Cái này không có đi riêng một bộ nào được hết. Một bộ thì chăm lo sản xuất, một bộ thì phải chăm lo thị trường, kể cả thị trường nước ngoài, thị trường. Và chúng ta muốn mà xây dựng cái thương hiệu thực sự cho lúa gạo Việt Nam, không chỉ bằng một cái quyết định hành chính, một nghị định mà để có hạt gạo, mà phải bằng cái hành động thực sự của cái hệ thống của chúng ta. Và như tôi có trao đổi với Bộ trưởng Nông nghiệp, chúng ta có đôi lúc là chúng ta hơi cực đoan, theo tôi đó, không phải cực đoan là đúng đúng. Lúc mà chúng ta quản lý thì nó rất là chặt, nhà nước làm thay tất cả. Nhưng mà lúc chúng ta buông hết thị trường thông qua các cái hiệp hội, rồi chúng ta không có một cái định hướng, không có một cái tầm nhìn, một cái chiến lược về lâu dài trong cái phát triển cái thị một cái ngành hàng mà chúng ta có rất nhiều lợi thế. Thành ra chúng ta không can thiệp quá sâu vào thị trường thì nó sẽ làm méo mó thị trường, nhưng mà chúng ta phải điều chỉnh thị trường để chúng ta có một tầm nhìn nhất quán để cho cái hạt gạo chúng ta nó vươn xa lên, nó trở thành một biểu tượng quốc gia. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia được xem là cường quốc xuất khẩu gạo, nhưng sản xuất mặt hàng này còn manh mún, xuất khẩu phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, doanh nghiệp chưa chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, gặp khó trong giao dịch. Do đó, Bộ trưởng cho rằng cần thiết có một cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành địa phương như Hội đồng Lúa gạo Quốc gia. Đề xuất này cũng nhận được thống nhất từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây là một ngành chủ lực. Nhưng mà xem ra là bây giờ là đầu tư của nhà nước cho cái ngành chủ lực này là được cái gì? Tôi nhớ cho đến giờ này đâu mới được có 500.000 trên 1 hecta để hỗ trợ sản xuất lúa gạo, nên nó quá nhỏ. Nếu như xem đây là một cái ngành nó mang lại cái hiệu quả về kinh tế, hiệu quả về xã hội thì rõ ràng phải có cái đầu tư nó lớn hơn. Thì hoặc là ngay người sản xuất cũng phải có cái đầu tư nó lớn hơn để làm sao đổi mới được công nghệ, làm sao nâng được cái giá trị hạt gạo. Chứ bây giờ chúng ta vẫn nói là dù là xuất khẩu được lớn, dù là bội thu, nhưng mà cái thu nhập của người nông dân vẫn là thấp. Thì điều đó chứng tỏ rằng đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ, và cái hội đồng này nếu được lập ra thì cũng phải suy nghĩ để tư vấn cho chính phủ, cho cấp có thẩm quyền có được những cơ chế chính sách đủ mạnh và khả thi. Thì có như vậy thì mới giúp cho người nông dân là có thu nhập cao, có như vậy thì mới giúp cho cái hạt gạo Việt Nam có thương hiệu và có giá trị ngày càng lớn trên thị trường thế giới. Đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị các giải pháp nhằm giúp đơn vị soạn thảo định hướng, xây dựng được nội dung bám sát diễn biến thị trường, nhu cầu thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp và người sản xuất. Đối với những cái lượng gạo nhập khẩu đó, lúa gạo nhập khẩu đó, có khi là mình sử dụng trong cái chế biến của mình, nhưng mà cái sản xuất của mình về chất lượng gạo mình đi xuất khẩu thì nó cũng có mang được cái hiệu quả rất là lớn. Tuy nhiên về cái mảng nhập khẩu thì đối với cái Hội đồng Lúa gạo Quốc gia của mình, tôi nghĩ mình cũng nên có, nếu về lâu dài, cũng có cái sự quản lý. Trong cái sản xuất, tôi thấy nhắc nhiều đến sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững. Thực ra, ở đây thì tôi cũng đề xuất nếu hội đồng bộ ban ngành, các lãnh đạo xem xét được thì có thể là bổ sung thêm là ở đây nên có cái kinh doanh xuất khẩu gạo bền vững. Thực ra ở đây kinh doanh xuất khẩu gạo vẫn là vừa sản xuất trong nước và kinh doanh ở đây cũng là trong nước thị trường nội địa nữa, chứ không phải là mỗi chỉ là xuất khẩu. Dự kiến, Hội đồng Lúa gạo Quốc gia sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý minh bạch, hiệu quả,
đảm bảo ổn định và phát triển thị trường, thúc đẩy phát triển ngành hàng lúa gạo toàn diện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh lương thực quốc gia, phát triển sản xuất, xuất khẩu hướng tới mục tiêu bền vững, thông qua nghiên cứu, rà soát để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc đề xuất các bộ, ngành ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách hiện hành, tổ chức khảo sát, nghiên cứu hệ thống sản xuất, kinh doanh ở trong và ngoài nước về ngành hàng lúa gạo, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường gạo ổn định, bảo đảm an ninh lương thực, sản xuất và xuất khẩu bền vững.